Xin kính chào quý anh chị và các bạn đến với phiên cập nhật giá vàng của chúng tôi sáng ngày 2 tháng 1 năm 2019. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì giá vàng ở trong nước và thế giới thì đều có xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể đó là đối với giá vàng ở trên thế giới thì có tăng 3,7 USD trên một ounce và hiện nay đang được giao dịch ở mức đó là 1.514 USD trên một ounce. Đối với giá vàng ở trong nước của tất cả các hệ thống vàng như các thị trường như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, mà một số địa phương như Cần Thơ, Huế, Nha Trang, vân vân thì đều có xu hướng tăng nhẹ, mức độ tăng dao động từ 10 cho đến 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể đó là đối với thị trường thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng và nhẫn 4 số 9 từ 1 chỉ đến 5 chỉ thì chiều mua vào là 41.860.000 đồng trên một lượng và bán ra là 42.310.000 đồng trên một lượng. Đối với vàng nữ trang 4 số 9 ở thị trường này, chiều mua vào là 41.340.000 đồng trên một lượng và bán ra là 42.140.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 24K chiều mua vào là 41.723.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.723.000 đồng trên một lượng, tức là có sự chênh lệch về 100.000 đồng trên một lượng giữa chiều mua vào và chiều bán ra. Đối với vàng nữ trang 18K thì chiều mua vào 30.320.000 đồng trên một lượng và bán ra là 31.758.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 14K ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh thì chiều mua vào là 23.324.000 đồng trên một lượng và bán ra là 24.720.000 đồng trên một lượng. Thì các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình bé này để theo dõi đối với các loại vàng ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Còn đối với vàng nữ trang 10K ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh thì chiều mua vào là 16.216.000 đồng và bán ra là 17.724.000 đồng. Và trong ngày hôm nay ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh, nhẫn mua số 9 và vàng nữ trang từ 10K cho đến 24K thì vẫn chưa có sự thay đổi về giá mua và giá bán so với phiên giao dịch ngày hôm qua, tức là vẫn giữ mức giá như ngày hôm qua. Tiếp tục đối với thị trường thành phố Hồ Chí Minh thì hệ thống SCC vẫn chưa có sự thay đổi về giá so với ngày hôm qua và hiện nay chiều mua vào là 41.860.000 đồng trên một lượng và bán ra là 42.140.000 đồng trên một lượng. Một lượng thì là 10 chỉ, thì nếu các bạn mua lẻ thì các bạn đối với vàng SCC thì không có mua lẻ đâu, đây là vàng miếng các bạn ạ, chỉ có vàng nữ trang 4 số 9 này này, nhẫn 4 số 9 này này. Đấy. Thì các bạn có thể tính ra chỉ. Đối với hệ thống Doji thì có tăng 10.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Và hiện nay Doji đang được giao dịch mua vào đó là 41.960.000 đồng trên một lượng và bán ra là 42.180.000 đồng trên một lượng. PNG thì có tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Và đối với PNG thì chiều mua vào là 41.900 và bán ra là 42.200.000 đồng trên một lượng. Đấy là đối với thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường vàng rất là lớn ở thị trường phía Nam. Tiếp theo đó là đối với thị trường Hà Nội. Trong ngày hôm nay thì có ở Hà Nội thì có Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNG 10K và 14K thì có thay đổi về giá, đó là tăng từ 30 cho đến 50.000 đồng. Cụ thể SJC thì vẫn đang giữ mức như là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì đang giữ mức đó là 41.860.000 đồng trên một lượng chiều mua vào và bán ra là 42.160.000 đồng. Doji chiều mua vào là 41.990 và bán ra là 42.190. PNG thì chiều mua vào là 41.900 và bán ra là 42.200. Không có sự thay đổi về giá đối với ba hệ thống vàng này nhé các bạn nhé. Tuy nhiên Bảo Tín Minh Châu thì có tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua và bán. Và hiện nay Bảo Tín Minh Châu chiều mua vào là 41.920 và bán ra là 42.200.000 đồng trên một lượng. Hệ thống vàng Phú Quý ở thị trường Hà Nội chiều mua vào là 41.950.000 đồng trên một lượng và bán ra là 42.200.000 đồng trên một lượng và có tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Thì các bạn có thể theo dõi chiều mua vào, chiều bán ra, cột mua vào và cột bán ra đây ạ. Vàng nữ trang PNG 10K thì chiều mua vào là 16.290 và bán ra là 17.690.000 đồng trên một lượng và có tăng 30.000 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Còn đối với PNG 14K tăng 14.000 đồng, xin lỗi tăng 40.000 đồng trên một lượng. Và hiện nay PNG 14K chiều mua vào là 23.420.000 đồng trên một lượng
và bán ra là 24.820.000 đồng trên một lượng, đó là đối với thị trường Hà Nội. Đối với thị trường Đà Nẵng, hệ thống SCC vẫn đang giữ mức như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chiều mua vào là 41.860.000 và bán ra là 42.160.000 đồng trên một lượng. Doji và PNG ở thị trường Đà Nẵng cũng có sự thay đổi, đó là tăng 10.000 và tăng 50.000 đồng lần lượt đối với Doji và PNG. Thì các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình về cái thị trường vàng cũng như là giá vàng chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo đó là đối với hệ thống Ngọc Hải. Trong ngày hôm nay thì có Ngọc Hải SCC và Ngọc Hải 24K thì có xu hướng tăng. Tăng ở đây là mức tăng khá là cao so với các hệ thống vàng khác thôi. Ngọc Hải 24K thì có tăng 80.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán. Còn Ngọc Hải SCC thì tăng 100.000 đồng ở chiều mua và tăng 80.000 đồng ở chiều bán. Cụ thể Ngọc Hải SCC chiều mua vào là 41.800.000 đồng và bán ra là 42.170.000 đồng. Ngọc Hải này thì chỉ có ở thị trường phía Nam thôi, miền Bắc thì không có hệ thống Ngọc Hải. Ngọc Hải 24K ở các địa phương phía Nam như là ở Long An, ở Tân Hiệp, ở Bến Tre, ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh nữa các bạn ạ, thì hiện nay đang được giao dịch ở mức đó là 41.760.000 đồng ở chiều mua vào của tất cả các địa phương đối với Ngọc Hải 24K, và bán ra là 42.160.000 đồng và có tăng 60.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua và bán. Còn đối với hệ thống Ngọc Hải 17K thì chiều mua vào là 30.680.000 đồng và bán ra là 32.380.000 đồng ở tất cả các địa phương nhé, các bạn có thể theo dõi đây ạ. Và đối với Ngọc Hải 17K thì không có sự thay đổi về giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua, vẫn giữ mức giá ổn định như ngày hôm qua. Đó là đối với hệ thống Ngọc Hải. Tiếp theo đó là đối với hệ thống SCC ở một số địa phương khác trên phạm vi cả nước, thì các bạn có thể theo dõi đây. Đối với hệ thống SCC này đó là ở Cần Thơ, Huế, Nha Trang, Cà Mau, vân vân, Đà Lạt, vân vân, thì vẫn không có sự thay đổi về giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Và hiện nay giá mua vào vẫn đang dao động ở mức đó là thấp nhất là 41.850.000 đồng, đó là ở thị trường Nha Trang của Khánh Hòa, và cao nhất là Cần Thơ 41.900.000 đồng. Đấy, còn các địa phương khác nó nằm ở trong khoảng đó, thì các bạn có thể theo dõi ở đây, ở Bình Phước giá mua vào, ở Cà Mau giá mua vào, ở Biên Hòa giá mua vào, bán ra. Và đối với giá bán ra thì thấp nhất hiện nay vẫn đang ở các địa phương như là thị trường vàng miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên, Quảng Giang, Biên Hòa, Cà Mau đang giữ mức đó là 42.140.000 đồng, và cao nhất vẫn là Cần Thơ chiều mua vào là 42.200.000 đồng và không có sự thay đổi về giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua đối với hệ thống SCC trong ngày hôm nay. Tiếp theo đó là đối với thị trường tại các ngân hàng. Trong ngày hôm nay thì có 4 hệ thống ngân hàng có sự thay đổi như lúc nãy mình nói ở phía đầu. Đó là hệ thống TP Bank Gold có tăng 60.000 đồng và hiện nay chiều mua vào là 41 triệu, xin lỗi các bạn, đây là 41 nhé các bạn nhé, 41.760.000 đồng và bán ra là 42.380.000 đồng trên một lượng. Đối với hệ thống SCB chiều mua vào là 41.900.000 đồng và bán ra là 42.150.000 đồng và có tăng 40.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 90.000 đồng ở chiều bán ra. Đối với hệ thống Eximbank thì chiều mua vào và bán ra thì đều tăng 30.000 đồng, mức tăng không đáng kể đúng không nào các bạn, và chiều mua vào là 41.950.000 đồng và bán ra là 42.150.000 đồng. Đối với hệ thống Sacombank thì chiều mua vào là 41.900.000 đồng và bán ra là 42.160.000 đồng, và Sacombank cũng tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua và bán. Đấy, thì các bạn có thể theo dõi. Vietinbank Gold và hệ thống Marathonbank thì không có sự thay đổi về giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Đó là đối với giá vàng tại các ngân hàng. Và cuối cùng trong ngày hôm nay thì tỷ giá ngoại tệ vẫn không có sự thay đổi về giá mua và giá bán. Đấy, thứ bảy và chủ nhật thì giá ngoại tệ ở trên thế giới thì hầu như không có sự thay đổi các bạn nhé. Đối với đồng đô la Mỹ thì đang được mua vào ở mức đó là 23.115 đồng và bán ra là 23.265 đồng. Đồng euro thì chiều mua vào là 26.000
26 nhé các bạn, mình để nhầm 26.000, 320.000 đồng và bán ra là 26.642 đồng trên 1 euro. Đồng Yên Nhật thì cũng đang ra giữ mức như ngày hôm qua, đó là 203 và bán ra là 216. Đồng bảng Anh chiều mua vào là 29.672 và bán ra là 30.178 đồng trên một bảng Anh. Đô la Canada và đô la Singapore vẫn giữ mức giá ổn định như ngày hôm qua. Mức giá ổn định như ngày hôm qua. Thì các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình và mình lướt qua, quay lại cho các bạn để các bạn theo dõi một cách tiện lợi hơn đối với giá vàng, giá ngoại tệ ở trong nước cũng như thế giới của tất cả các hệ thống trong ngày hôm nay, ngày 2/1/2019. Và mình sẽ tiếp tục cập nhật giá vàng đến quý anh chị và các bạn bảng chi tiết từng ngày, hàng ngày. Kính mong quý anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.